thì các bạn đang nhìn vào tài liệu trên một cái trang web có tên là Bitcoin Riskless thì những bạn nào mà muốn đến được trang này ra các bạn cứ lên trên Google và bấm cái chữ là Bitcoin Riskless thì sẽ đến được cái trang này thì đây là một cái trang mà thống kê là những địa chỉ ví lớn của Bitcoin nó những chi tiết như thế nào thì lý tại sao tôi đến cái trang này ra là để xem một số những chi tiết nhưng mà trước hết đó, là cái phần mình trên này là cho các bạn thấy được là có bao nhiêu địa chỉ ví lưu trữ bao nhiêu phần trăm của Bitcoin nghĩa là cái sự phân bổ Bitcoin trong những cái ví như thế nào nhưng mà chúng ta lại quan tâm đến là những cái ví lớn đó thì bây giờ họ đang làm gì chúng ta muốn trả lời những câu hỏi như là những lúc mà thị trường như thế này đó thì những cái ví lớn đó họ có một là nạp thêm Bitcoin hay là không nghĩa là nhiều bạn cho là khả năng là họ mua thêm còn thứ hai là họ có đẩy Bitcoin ra khỏi phí của mình hay là không có nghĩa là có khả năng là họ bán và thứ ba là có phải là họ không làm gì hết hay là không đây chính là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn thì trước hết á, những tài liệu căn bản á, khi mà các bạn nhìn vào những cái à, tài liệu trên thị trang này thì các bạn nên hiểu một điều thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là có nhiều địa chỉ có rất nhiều bitcoin nhưng mà đây không hẳn là địa chỉ của một cá nhân các bạn thấy được là những địa chỉ ví nào mà chúng ta biết đó thì trang web này sẽ để lên ghi chú cho các bạn thấy giống như địa chỉ đầu tiên à, là của địa chỉ ví lạnh của sàn binance thứ hai là của sàn bitfinex à, hay là thứ năm là của sàn OKX vân vân thì các bạn thấy được là trong những địa chỉ ví lớn này đó thì chúng ta nên hiểu là không phải mỗi người là có một địa chỉ ví mà chúng ta có thể thấy là nhiều địa chỉ ví là thuộc chỉ một người như là địa chỉ ví của sàn thì đương nhiên là các bạn thấy được là ví lạnh của Binance thì đương nhiên tất cả những Bitcoin như đó không phải là của riêng Binance mà có thể là của nhiều người đang sử dụng sàn và ngược lại một người cũng có thể là có nhiều địa chỉ ví cho nên chúng ta không thể nghĩ đơn giản là một địa chỉ ví là một người được chúng ta chỉ có thể nghĩ đây là một địa chỉ ví mà thôi thường đó thì sẽ không có nhìn vào trong cái top 100 này tại vì khả năng cao là những địa chỉ ví lớn này là thuộc về sàn hay là một cái dịch vụ nào đó. Chúng ta sẽ nhảy qua để mà nhìn vào mỗi lần chúng ta chuyển qua đó giống như là hàng 100 đi, chúng ta sẽ nhìn vào ba địa chỉ ví lớn giống như là 101, 102, 103. Chúng ta sẽ chuyển qua À, cái trang thứ ba chúng ta nhìn vào hàng thứ 200 Thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự nhìn vào địa chỉ ví là 201, 202, 203 Để chúng ta có một cái sự à, nhìn nó tổng quát hơn Chúng ta chuyển qua trang thứ 5 Thì cũng tương tự làm cho cái hàng thứ 400 và 300 Cũng tương tự như vậy Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà xem coi là trong cái hàng thứ là 100 đó thì ba địa chỉ ví 101, 102, 103 đó thì đang có những hiện tượng gì. Thì trước hết đây là địa chỉ ví đứng thứ 101 thì các bạn thấy được là địa chỉ ví này bây giờ đó đang lưu trữ là 9 sáu BTC. Thì khi chúng ta nhìn vào con số BTC này đó thì đến từ đâu các bạn sẽ thấy được là địa chỉ ví này đã bắt đầu từ năm 2018 lúc mà giá BTC đó là khoảng chừng là 3.900 đô họ đã nạp vào ví này đó tổng cộng rất là nhiều Bitcoin các bạn thấy được là họ đã nạp vào cái ví này tổng cộng là khoảng 8.000 Bitcoin thời điểm giá chỉ có 3.000 mấy mà thôi rồi sau đó họ tiếp tục im lặng mặc dù là giá cả đã tăng lên rất là nhiều tăng lên cho đến khi nào tới khi mà các bạn thấy được là hồi tháng 7 đó lúc mà mọi người đang hoảng sợ thì lúc đó giá BTC là 31 000 địa chỉ biết này nạp thêm 337 Bitcoin và sau đó đó cũng cái thời điểm là cùng ngày là ngày 16 tháng 7 hồi lại nạp thêm 1.300 Bitcoin và sau đó 5 ngày lúc mà giá là 31.000 cùng cái mức này là họ nạp thêm 227.000. Từ khi mà địa chỉ ví này thành lập đó là từ tháng 12 tới bây giờ họ chỉ nạp thêm mà thôi từ năm 2018 và họ nạp những lúc mà thị trường nên thường cảm thấy là quảng sợ nhất và chán nản nhất như là thời điểm tháng 12 của năm 2018 họ nạp vào 8.000 BTC lần đầu tiên và kế tiếp đó là thời điểm hồi tháng 7 mà nhiều bạn lo sợ lúc giá BTC là khoảng chừng 31.000 họ lại nạp thêm BTC. Bây giờ họ vẫn chưa có bất cứ một đồng tính nào là đẩy BTC ra khỏi cái ví này hết. Chúng ta thấy được là không có bất cứ một đồng tính nào sau tháng 7 năm 2021 mà họ lưu trữ là 9866 BTC. Đó là địa chỉ 101. Địa chỉ 102 thì ra sao thì cũng có con số tương tự 9866 BTC. Thì các bạn thấy được là nhìn bên dưới này đó chúng ta cũng sẽ thấy cái hiện tượng tương tự. Và chúng ta thấy được là hai địa chỉ ví này đã có cái Tài liệu nó tương tự như nhau nhưng mà đây là hai địa chỉ ví khác nhau. Các bạn thấy được là địa chỉ ví đầu tiên là kết thúc là NCO nhưng mà địa chỉ ví này là kết thúc đó là 4 gm như là các bạn thấy trên màn hình. Thì địa chỉ ví này nó cũng tương tự các bạn thấy là bắt đầu từ tháng 12 của năm 2018 và họ nạp vào khoảng chừng là 7600 BTC thời điểm là 3900 và sau đó họ lại nạp vào ngày 16 và 21 đó thì có thể các bạn thấy được là cái số ngày nó trùng quá có thể đây là một người nhưng mà họ chỉ chia ra làm hai ba ví mà thôi cũng có thể nhưng mà chúng ta sẽ chuyển qua cái địa chỉ ví thứ ba có nghĩa là 103 đó địa chỉ ví thứ 103 có 9847 BTC và các bạn thấy được địa chỉ ví này đó thành lập vào năm nay năm 2021 và đặc biệt là thành lập gần đây mà thôi ngày 25 Tây tháng 11, có nghĩa là không tới một tháng trước rồi họ thành lập. Họ nạp vào 9.847 BTC ở mức giá là 58.000 đô. Nhưng mà sau đó như nào? Sau đó thì không đồng tỉnh nào hết. Có nghĩa là ở mức này chúng ta vẫn không thấy BTC gọi khỏi cái ví này. Đó là địa chỉ ví từ 151 tới 103. Chúng ta sẽ nói tiếp tục à, những địa chỉ ví khác. Tôi sẽ tóm tắt lại những gì mà chúng ta chứng kiến khi mà nhìn vào những cái ví lớn như thế này. Họ đang có những đồng tỉnh như thế nào? Chúng ta chuyển qua à, hàng thứ 200 đi và nhìn vào địa chỉ ví là 201, 202 và 203 thì 201 đó các bạn thấy được địa chỉ ví này là có 8.000 BTC và bắt đầu từ năm 2020 hồi tháng 5 đó lúc đó giá BTC là dẫn dưới 10.000 đô 9.260 đô và họ cứ nạp liên tục các bạn thấy được là tháng 5 à, ngày 7 Tây họ nạp rất nhiều lần rồi ngày 8 Tây họ cũng nạp thêm BTC vào và sau đó họ không làm gì hết từ năm 2020 Ờ, cho nên bây giờ nghĩa là họ mua số lượng lớn BTC này đã trung bình là dưới 10.000 đô, khoảng 9.900 đô mà thôi và bây giờ đó họ lưu trữ 8.000 BTC và không có bất cứ đồng tỉnh nào từ cái thời điểm đó dưới 10.000 đô cho tới bây giờ là 46.000 đô mặc dù là giá cả đã lên tới 63.000 rồi xuống còn 29.000 rồi từ 29.000 lên tới 69.000 họ cũng không có đồng tỉnh gì đó là cái ví 201 cái ví 202 này đó thì các bạn thấy được là có cũng là 8.000 BTC và họ bắt đầu là từ tháng 3 của năm 2020. Cái thời điểm này là thời điểm như bạn đã nhớ là lúc mà dịch bệnh bùng phát ở Hoa Kỳ khiến cho đột ngột giá BTC đó đang trên con đường muốn à, tiến lên qua khỏi 10.000 đô lại đi ngược trở về và ở mức là 5.000 mấy mà thôi. Thì chúng ta thấy là lúc đó mọi người đang lo sợ nhưng mà con cá voi này không lo sợ ngày 13 tây nạp vào rất nhiều BTC và sau đó ngày 14 tây lại nạp thêm 701 BTC và sau đó không làm gì hết từ mức giá 5.000 cho đến bây giờ mặc dù đã trải qua nhiều đợt lên xuống trong năm 2021 này rồi chúng ta thấy được là họ vẫn tiếp tục lưu trữ 8.000 này không làm gì hết nhưng mà cũng không có dấu hiệu là mua thêm à, sau cái thời điểm là hồi tháng 3 của năm 2020 Kế tiếp các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đây là địa chỉ ví thứ 203. Địa chỉ 203 này đó thì các bạn thấy được những gì? Các bạn thấy được là cũng có là 8.000 BTC. Thì chúng ta thấy được là địa chỉ ví này đó bắt đầu từ năm 2020. Hồi tháng 7 lúc đó đó giá BTC là cũng dưới 10.000 đô và họ bắt đầu tích lũy. Hồi tháng 7 rồi sau đó họ tích lũy hồi tháng 8 của năm 2020. Rồi sau đó các bạn thấy được là lần cuối cùng mà họ tích lũy BTC trong ví này đó là tháng 8 của năm 2020 và cho tới bây giờ vẫn không làm gì hết và vẫn tiếp tục lưu trữ 8.000 BTC của họ. Đây là cái ví 203. Chúng ta chuyển qua hàng thứ 300 đi. Đây là địa chỉ ví 301. Thì 301 các bạn thấy được là địa chỉ ví này được thành lập vào À, năm nay năm 2021 cái đây không lâu ngày 20 tới tháng 10 lúc đó giá của BTC đó là 65.000 đô và họ nạp vào 5.365 BTC à, bây giờ họ vẫn tiếp tục lưu trữ 5.365 BTC mà không thấy bất cứ đồng tĩnh nào là họ đẩy BTC ra khỏi ví này hết tiếp tục lưu trữ nhưng mà không có dấu hiệu mua thêm chúng ta thấy được là kế tiếp thì địa chỉ ví này đó thì có nhiều cái đồng vào và ra Các bạn thấy được là trong lịch sử nhưng mà phần lớn là nhiều đồng vào hơn ra Tại vì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy Đây là địa chỉ thứ 302 có 5.357 BTC Thì khi các bạn nhìn á, là thành lập vào năm nay Hồi tháng 1 và họ bắt đầu nạp vào BTC Lúc đó giá là khoảng 36 cho đến 40 ngàn Rồi sau đó đó ở cái mức giá là khoảng 30 ngàn Thì lại có 459 BTC rời khỏi Rồi sau đó họ lại nạp vào Rồi lại có một số rời khỏi hồi tháng 3 của năm nay Rồi sau đó đó là chúng ta thấy được là bắt đầu từ tháng 5 của năm nay lúc mà giá của BTC đi xuống khoảng chừng là 37 000 lúc mà cái ngày mà đột ngột xuống mạnh đó họ bắt đầu nạp vào rất là nhiều các bạn thấy được là 400 ngày 19 tây rồi sau đó là ngày 20 tây ngày 21 tây rồi tới ngày 31 tây lúc mà giá BTC đi từ cái mức là các bạn thấy được 65 xuống còn 29 đó, họ nạp rất nhiều trong thời điểm đó nạp mãi cho đến tháng 9 của năm nay luôn thì sau đó các bạn thấy được là hồi tháng 10 mới đây đó ngày 6 và ngày 7 tây Lúc mà giá BTC khoảng 5 lăm thì họ có khoảng chừng là 1.000 BTC rời khỏi Có nghĩa là những lúc mà thị trường ảm đạm nhất đó Những lúc mà mọi người lo sợ như là hồi tháng 5 mới đây Là những lúc mà chúng ta thấy rất nhiều những cá voi những ví lớn đó, xuất hiện nhiều BTC trong ví của họ Chúng ta tiếp tục chuyển qua đi đây là địa chỉ ví thứ 302 thì uh, trong địa chỉ ví này các bạn thấy là có 5.285 BTC Thì cái ví này cũng khá là đặc biệt Tại vì các bạn thấy là cái ví này đó, khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó Thì địa chỉ ví này xuất hiện hồi tháng 5 của năm 2019 lúc đó giá của BTC chỉ có 7.800 đô mà thôi và hồi tháng 5 của năm đó đó họ bắt đầu là nạp vào rất nhiều các bạn thì được là liên tục ngày 13 tây rồi ngày 14 tây rồi ngày 15 tây ngày 17 tây ngày 22 tây rồi kế đó là tháng 8 của năm 2019 họ nạp vào là 3.000 BTC rồi kế đó tháng 9 cũng nạp vào khá là nhiều rồi sau đó sau cái lần cuối cùng mà họ nạp đó hồi tháng 10 năm 2019 thì bắt đầu chúng ta thấy được là có những hiện tượng như là họ đã mua với những cái mức giá tốt như là 7.000 đô, 8.000 đô, dưới 10.000 đô chắc chắn rồi thì khi mà giá BTC á, bắt đầu lên 11.000 đô lại có Bitcoin rời khỏi khi mà giá BTC lên 10.000 đô rồi tới à, các bạn thấy được là 14, 15, 18.000 đô và cứ liên tục có BTC rời khỏi có nghĩa là sau khi mà có nhiều BTC nạp vào đây có hiện tượng là con cá voi này chốt lời từ từ đương nhiên các bạn thấy được là một trong những điều mà cá voi làm nên các bạn thấy rất rõ ràng là họ không có bây giờ mua uh, một lần duy nhất rất, rất ít khi mà chúng ta thấy đổi xảy ra thường họ sẽ nạp nhiều lần và chúng ta thấy được là rời khỏi cũng là nhiều lần chứ không phải là một lần duy nhất đó là tinh thần chung mình thường muốn chia sẻ với các bạn và tiếp tục và tiếp tục có BTC rời khỏi mãi cho đến là tháng 6 tháng 5 mới đây rồi sau đó, mặc dù là giá BDC tăng lên từ tháng 6 của năm 21 cho tới bây giờ rồi để đi xuống tới cái mức bây giờ đó, không thấy thêm. BTC rời khỏi nghĩa là cũng không có dấu hiệu đồng tính nào các bạn thấy được trong vòng mấy tuần qua chúng ta hãy nhìn vào ba cái địa chỉ ví cuối cùng đi đứng hàng thứ 400 và nghĩa là ví 401, 402 và 403 nhưng mà thật ra ba ví này thường cảm thấy là cũng giống như là cùng một người vậy đó tại vì cái số lượng rất giống nhau các bạn thấy được là ba ví này đó 401 là có 4 hai 28 BTC 402 cung vậy và 403 cung vậy và các bạn sẽ thấy được là lịch sử cũng rất giống nhau Chứ đừng nói về một ví mà thôi nhưng mà thật ra có ba ví giống nhau thì bắt đầu là từ tháng 2 của năm nay bắt đầu có sự tích lũy và tích lũy dài cho đến là tháng 6 của năm nay sau đó không có đồng tỉnh nào sau có mức đó có nghĩa là lần cuối cùng chúng ta thấy đó là mức giá 35.000 họ tích lũy thêm 299 BTC và cả ba ví này vẫn lưu trữ là 4.449 BTC thì đây là tóm tắt lại chúng ta đã nhìn vào tổng cộng đó là các bạn thấy được là 3, 6, 9 và 12 ví của những cá voi hiện bây giờ Và chúng ta nhìn vào à, 12 ví này đó là đứng hàng thứ 100 rồi tới 200, tới 300 và 400 Thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó Một số cái điểm tương đồng ở đây Thứ nhất là trong tới cái ví này ngoại trừ một ví duy nhất là chúng ta thấy Có hiện tượng là Bitcoin rời khỏi Phần lớn là các bạn thấy là tích lũy và cứ tích lũy Và có một số ví đó là tạo ra thời gian gần đây mà thôi, giống như là tháng 10 tháng 11 của năm nay, và một số ví tạo năm 2020 và năm 2019 nhưng mà cho dù tạo ra mức nào cái lúc mà họ nạp BTC lúc nào các bạn cũng sẽ thấy được là họ nạp vào những lúc mà nhiều bạn lo sợ nhất chán nản nhất, những lúc như là BTC hồi tháng 3 năm ngoái xuống còn 5.000 đô hay là hồi tháng 5 của năm nay xuống còn 29.000 đô tháng 5, tháng 6, tháng 7, đó là những lúc mà các bạn thấy được là có rất nhiều bitcoin xuất hiện trong những cái ví này nghĩa là các bạn lo sợ nhưng mà họ lại không lo sợ những cái mức này và một điểm khác nữa các bạn thấy là phần lớn cái biến này đó cái lần tích lũy cuối cùng là không phải là gần đây giống như là không phải là chỉ trong là một hai tuần vừa qua phần lớn các bạn thấy được là họ tích lũy cho đến khoảng tháng 6 tháng 7 rồi sau đó lại ngừng, có nghĩa là từ tháng 7 tới bây giờ lại không thấy có thêm nhưng mà cũng không thấy hiện tượng là BTC rời khỏi điều này có nghĩa là gì thuận thì đương nhiên là không phải là họ không biết được họ đang nghĩ gì nhưng mà thuận nghĩ là nhìn chung đó chúng ta thấy được là những cái con cá voi này có thể họ cảm thấy là cái số lượng bịch con họ có Bây giờ đối với họ đã đủ rồi, họ không muốn tích lũy thêm. À, có thể họ nghĩ là chúng ta đã có một cái mùa uptrend cũng đã kéo khá dài rồi và có thể kéo dài hơn đương nhiên, nhưng mà họ không có muốn mạo hiểm như gì cho nên họ nghĩ là con số bây giờ họ đã đủ. Nhưng mà cái số tiền lời bây giờ họ lại cảm thấy là không đủ cho nên họ vẫn không có dấu hiệu là BTC rời khỏi những cái ví này có nghĩa là mức giá 46.000 thậm chí là 69.000 mới đây đó khi mà lên tới đó cũng không thấy động tĩnh là họ đẩy BTC ra khỏi những cái ví của họ có nghĩa là họ vẫn nghĩ là giá BTC có thể là cao hơn 69.000 đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và các bạn để ý thấy đó là phần lớn những ví này họ sẽ không bao giờ mua cùng một lúc họ sẽ không ở đâu mà họ sẽ mua từ từ trung bình giá vào và cũng tương tự các bạn thấy là có một cái ví mà có nhiều à, Bitcoin rời khỏi đó họ cũng sẽ không bao giờ mà all out mà họ sẽ trung bình giá ra đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ chung với các bạn. Tình hình bây giờ chúng ta thật sự là thấy đó nhìn vào 12 cái ví này hỗ trợ như như chúng ta đã từng nói tới rất nhiều trong vòng 2 3 tháng qua đó chính là chúng ta tiếp tục thấy Bitcoin rời khỏi sàn, chúng ta không thấy Bitcoin đẩy lên trên sàn và chúng ta cũng không có đồng tình thì những cá voi để đẩy nhiều Bitcoin lên sàn để mà bán. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy à, là gì mà thôi nhưng mà cũng giải thích được tại sao mà càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn nhưng mà giá lại không có cái sự tiến triển mạnh. Tại vì các bạn thấy là cái lực mua đến từ cá voi bây giờ hầu như là không có khi chúng ta nhìn vào 12 cái địa chỉ ví mới đây họ chỉ tích lũy mà thôi nhưng mà không mua thêm trong thời gian hai ba tuần qua khi nào họ mua thêm có thể là khi mà giá cả có cái xu hướng tốt hơn và họ chắc chắn hơn họ sẽ mua thêm đó hoàn toàn là có thể nhưng mà ít ra các bạn thấy là họ không có bán thời điểm bây giờ họ không có di chuyển ra khỏi ví của họ ở thời điểm hiện tại cho dù là giá 69.000 họ vẫn cảm thấy là không đủ đó là điều mà thu mua mang đến cho các bạn